Dự báo, trong vòng 4 ngày kể từ hôm nay, ngày 27 tháng 11, Nam Bộ sẽ đón một đợt triều cao, có khả năng gây ngập ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Tây Nam Bộ. Nước các sông đều lên cao vượt báo động 2, có trạm lên trên báo động 3, ảnh hưởng đến việc đi lại. Cơ quan Thủy văn dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện trong các ngày 27 đến 29 tháng 11, tức 15 đến 17 tháng 10 âm lịch. Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 4 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Theo các chuyên gia khí tượng, đầu tuần, Bắc Bộ vẫn rét về đêm nhưng ban ngày có nắng ấm liên tục 6 đến 7 giờ đồng hồ, nên nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ C. Kiểu thời tiết đẹp, trời tạnh ráo ở Bắc Bộ sẽ kéo dài hết tuần này. Còn ở Trung Bộ, dự báo mưa sẽ giảm. Trưa đến chiều nay mưa dứt hẳn, có nắng trở lại.